rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả thân mến, chúng ta thường ăn uống theo thói quen. Ví dụ như rau này thì phải nấu canh, hay là củ này thì nhất định phải xào, đúng không anh Huy? Như vậy thì mình sẽ có sự nhàm chán trong ẩm thực đó. Đúng rồi, mà anh nghĩ là tốt nhất trong chương trình ngày hôm nay, anh với Ngọc Hương cùng nhau suy nghĩ ra một cái món ăn. Giống như là cách đây một thời gian rất là lâu rồi, chúng tôi có một nhóm bạn thường lâu lâu tổ chức ra một cuộc thi chế biến, nhằm để chế biến ra những cái món ăn ngon, nó tăng thêm cái phần sáng tạo của mấy anh em trong đầu bếp. Ủa mà anh Huy đã nấu cho bạn bè anh Huy ăn món gì hả anh? Đó chính là món canh bí đao dồn thịt. Nguyên liệu và gia vị rất là đơn giản quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần có bí đao, nấm mèo, ngò rí, cà rốt, hành lá, tôm sú, thịt bằm, giò sống, hành tím, hành tím phi, Ajinomoto, tiêu và aji ngon. Trước hết là chúng ta chắc chắn là phải bào bí đao này ra rồi. Dạ. Sau khi mà bào xong rồi, chúng ta tiến hành móc bỏ phần ruột này. Dạ. Cắt ra một khoảng dài cho anh nha. Dạ. Anh sẽ móc bỏ phần ruột này. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ hai anh em chúng ta cùng nhau kết hợp làm việc thì món canh này sẽ được nhanh hơn. Dạ. Em giúp anh lột cái vỏ tôm này đi. Dạ. Bỏ đầu bỏ đuôi luôn hả anh Huy? Ừ. Xong rồi đó. Nấm mèo chúng ta sẽ sắc sợi nhuyễn các bạn nhé. Anh sẽ cho vô cái chén. Chúng ta sẽ nêm một ít tiêu vô cho thơm. Dạ. Hương trộn đều lên cho anh. Ủa mình chỉ cho một ít tiêu thôi. Đúng rồi, cà rốt chúng ta cũng sẽ sắc sợi nhuyễn. Hành tím phi chúng ta cũng băm nhuyễn các bạn. Cho toàn bộ cà rốt vô nè Ngọc Hương. Dạ. Nấm mèo vào luôn. Giò sống nè. Dạ. Thịt băm. Anh sẽ nêm aji ngon, chút xíu tiêu nữa ha. Dạ. Hành tím băm nè, một chút xíu đầu hành lá băm Ngọc Hương nha. Dạ. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Để cho cái này ngon hơn thì anh bằm một chút xíu mà rí cho vô thêm cho nó tăng cái mùi thơm lên nha. Và để cho dai thì dĩ nhiên chúng ta phải đập cái phần nhân này xuống cái tô để tạo cái độ dai cho cái nhân. Một điều lưu ý nho nhỏ nữa là Ngọc Hương và quý vị khán giả, khi mà nhồi nhân vô chúng ta nhồi từ từ thôi. Đây chúng ta cho từ từ và ít ít thôi, chứ chúng ta không bỏ nhân vô nhiều quá. Khi mà nhồi thì nó không được sát cái nhân lại với nhau. Dạ. Ngọc Hương nhớ xăm một cái lỗ ở cái đầu bí như thế này. Ủa? Mình vậy chi vậy anh Huy? Để khi mà chúng ta hấp lên á, nó không bị bung ra ở phần giữa này. Dạ. Vì nén hơi nhiều quá, đúng không? Dạ. Và tiếp theo là em nối lại bằng cây tăm. Dạ. Anh Huy ơi, Ngọc Hương thấy cái phần nhân này nè, anh làm dư. Bây giờ thì mình sử dụng như thế nào để không có phí hả anh? Đây rồi, anh chuẩn bị sẵn một cái chén. Phần thịt dư, nhân dư chúng ta sẽ dò duyên lại chút xíu cho vô canh luôn. Dạ. Và một lần nữa, tôi cũng muốn nhấn mạnh lại là khi dò duyên những cái duyên như thế này, chúng ta thấm tay ướt trước để khi mà dò thì nhân sẽ không bị dính vào tay. Dạ. Anh sẽ chẻ lưng tôm ra. Khi mà nấu canh nó sẽ bung lên rất là đẹp. Dạ. Đó, khói bốc lên nghi ngút rồi. Rồi Hương cho cả cái dĩa đó vô để chúng ta hấp. Dạ. Kính thưa quý vị, khi chúng ta hấp bí được khoảng 15 phút, chúng ta sẽ lấy bí ra và cắt để từng khoanh để chúng ta nấu canh. Nhưng lưu ý một điều là chúng ta không nên cắt liền lúc bí còn nóng, rất là dễ bị phỏng tay nè, đúng không Ngọc Hương? Mà lại dễ làm bí vỡ bể ra. Do đó chúng ta để cho bí nguội trước khi chúng ta cắt. Nhưng mà thời gian thì lại không cho phép chúng ta phải quá lâu đợi bí. Do đó Huy đã chuẩn bị sẵn cho quý vị hai trái bí đã hấp sẵn và làm nguội ở đây. Bây giờ chúng ta chỉ còn cho một cái nồi lên nấu canh nữa là xong. Chúng ta sẽ sắc khoanh ha anh Huy. Sắc khoanh ra như thế này. Dạ. Nước đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho vô 2 muỗng hạt nêm aji ngon. Đây, phần thịt và viên lúc nãy ha. Dạ. Anh cho cả phần bí này vô luôn Ngọc Hương nha. Dạ. Nhưng mà lưu ý ở đây một điều, chúng ta không nên sử dụng nước mắm để nêm vào canh này. Bởi vì Ngọc Hương biết sao không? Bởi vì nước mắm khi mà nêm canh bí thì sẽ làm cho canh bí bị chua. Chính xác rồi, anh cho tôm vô nè. Dạ, khi mà nước sôi lại thì mình cho tôm vô. Cho tôm, gia vị thì vừa rồi. Anh thêm một chút xíu Ajinomoto cho thêm phần đậm đà món canh này. Tắt lửa, thế là xong.
ít tiêu nữa nha Ngọc Hương. Dạ. Cuối cùng anh sẽ cho một ít ngò rí lên. Quý vị khán giả thân mến, nhìn tô canh bí đao dùng thịt như thế này, quý vị cũng có thể cảm nhận được là vị ngọt của canh từ tôm và thịt vo viên, và chúng ta cũng có thể hấp dẫn bởi màu xanh rất là tươi của bí. Thôi thôi, anh Huy biết rồi, không phải đợi Ngọc Hương khen trước khi ăn đâu, để anh cho Ngọc Hương ăn thử là kiểm định luôn, cũng không muộn mà. Dạ. Vào những ngày trời nóng bức thì chúng ta húp một miếng canh bí đao dùng thịt này chắc là mát lòng mát dạ lắm đây. Nước canh thì ngọt thanh, bí ngon quá anh Huy ơi, chín mềm, ăn rất là ngọt. Em coi nhìn có dai hay không. Dai ơi là dai luôn á, nhìn anh Huy thấy Ngọc Hương ăn á, và quý vị khán giả cũng có thể nói được một câu là món ăn này rất ngon. Để tiết kiệm thời gian ở nhà, chúng ta cũng có thể quý vị cho thẳng cái bí vô nồi chúng ta nấu luôn trực tiếp. Như vậy thì sẽ nhanh hơn đúng không nè? Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương tin là món canh bí đao dùng thịt trong ngày hôm nay sẽ bổ sung vào thực đơn canh hàng ngày của quý vị. Chúc quý vị sẽ thật ngon miệng và thành công. Đừng quên chia sẻ với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto theo đường điện thoại 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Thanh Huy xin được chào tạm biệt quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình lần sau.